Lấy, đâu? Lấy một cái hộp, chọc cái nỗ ra, chọc cái nỗ ra để đút cái này. Đó, nhìn thấy là nó gồm có này. Nó gồm có đây là cái nước của nó, dung dịch của nó nhé. Vâng. Con phải tắm vào đây cho nó đỡ đỏ đấy, ý này chứ. Xong rồi con bóc cái này ra. Vâng. Bóc cái này ra. Sau đó con mới lấy cái que này. Đây là một cái que. Một cái que này bóc ra. Có cái đầu bông này. Nhưng bây giờ mẹ không bóc nó hỏng. Vâng. Đầu bông ở trong đây nó có một cái khớp. Cái khớp nó nhỏ. Đấy thì con rút này. Để tay bằng này nhé. Để tay bằng này. Cái đường dốc này này nó chặt xuống không đúng. Để bằng này đưa vào. Ngửa đây, ngửa đầu 45 độ đưa thẳng vào. Đưa thẳng vào thì bao giờ nó đến gần hết cái khớp này. Vâng. Cái khớp nhỏ này thì rút để lại lại và xoáy cái này, xong rồi rút ra, rút ra con cắm một cái dung dịch, vâng, nhá, cắm dung dịch này này, xong nó bóp, mở này đây, nắp cái này vào, à chưa, cắm vào đây xong bóp, bóp khoảng 10 cái, ý là để cái dung dịch của mũi này nó trộn với cái dung dịch này, nhá. Tức là nó được đảo đều đây 10 giây hoặc 10 cái. Xong con rút cái đấy ra, con rút ở đây để vất đi. Xong con đại cái nắp này. Đại nắp này nắp. Nắp 10 cái. Nắp 10 cái xong bắt đầu mới mở cái này ra. Mở cái này ra. Cái này là nó có cái khay. Có khay có cái chỗ nhỏ nhỏ này, nhỏ bằng cái cúc áo, nửa cúc áo thì con nhỏ đây 5 rồi. Thế thôi. Hết. Còn nó hướng dẫn là kiểu kỹ. Còn